Bản tin Y tế thêm mùng 4 tháng 1 năm 2021. Ngày 30 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa ghi thêm một kỳ tích khi giữ được một thai nhi chào đời khỏe mạnh ở tuần 33, trong khi một thai nhi song sinh của sản phụ này đã bị sảy ở tuần 28. Đây được coi là một điều lạ khó tin gần như chưa thấy đối với y văn thế giới và Việt Nam từ trước đến nay. Thai phụ 36 tuổi sống tại Hà Nội, mang song thai, có dấu hiệu ra máu khi bước vào tuần thứ 5 của thai kỳ và phải nhập viện điều trị. Ở tuần thứ 28, một thai bị mất tim thai, sinh non. Theo nguyên tắc thông thường, khi song thai bị sảy một thai, cổ tử cung sẽ mở để tiếp tục đẩy em bé thứ hai ra ngoài. Tuy nhiên, một điều rất kỳ lạ mà y học không thể chứng minh, đó là dây rốn của thai bị sảy sau đó đã tự rụt vào trong. Cổ tử cung đóng kín lại. Siêu âm cho thấy chiều dài cổ tử cung người mẹ lúc này là 6,8cm, an toàn cho thai còn lại. Sản phụ tiếp tục được theo dõi thai kỳ, không bị nhiễm khuẩn, em bé vẫn sống khỏe mạnh trong tử cung của mẹ và phát triển như bình thường. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, ở tuần 33 thai kỳ, sản phụ được chỉ định mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho bé, tránh nguy cơ suy thai. Bé trai chào đời vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, nặng 1,6 cân, khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời trong niềm hân hoan của cả ekip và sản phụ. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Quang Hòa, phó trưởng khoa sản nhiễm trùng C3 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ, trên y văn thế giới và Việt Nam từ trước tới nay đã ghi nhận một số trường hợp song thai sảy một thai, cố gắng giữ thai thứ hai tương tự. Tuy nhiên, việc em bé có thể sống và chào đời khỏe mạnh như trường hợp trên là điều gần như chưa thấy. Sau sinh, cháu bé hiện khỏe mạnh, đã được chuyển sang khoa sơ sinh tiếp tục được theo dõi. Người mẹ toàn trạng ổn định, tiếp tục được chăm sóc hậu sản tại khoa sản nhiễm trùng C3.